Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Minh Long Review đây. Và iPhone 8 bây giờ chỉ còn có 4 triệu, chúng ta có nên mua hay là không thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá lại về em iPhone 8 này nhá. Nói chung thì video về iPhone 8 cũng quá trời rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn những lý do thì chúng ta nên mua và những lý do thì chúng ta không nên mua em này trong thời điểm này. Ok, đường link mua hàng của iPhone 8 mức giá khoảng tầm 4 triệu thì mình sẽ để ở ngay phần mô tả và bình luận của video này cho các bạn nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên mà mình nghĩ là các bạn không nên mua con iPhone 8 này nếu như các bạn muốn mua một chiếc máy chính và muốn mua một chiếc máy để dùng hàng ngày, dùng liên tục. Tại vì sao? Vì với chiếc máy này màn hình của nó rất bé, không thể nào mà phục vụ tốt cho cái công việc của chúng ta. Màn hình của nó chỉ có 4,7 inch mà thôi. Đây là một kích thước mà mình nghĩ là chúng ta mở những cái văn bản Word, Excel hay kể cả là chúng ta lướt Facebook và cũng phải cố gắng lắm thì mới đọc được những cái văn bản, những cái chữ rất là nhỏ ở trên cái màn hình này. Mình nghĩ là thời này nếu như các bạn mua điện thoại thì cũng phải kiếm một con nào đó có màn hình 6 inch trở lên. Và cái lý do thứ hai đó chính là thời lượng pin. Con iPhone 8 này thời lượng pin của nó cực kỳ đuối luôn các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy rằng iPhone 8 Plus pin của nó đã hơi đuối, iPhone XS pin của nó đã hơi đuối rồi thì con iPhone 8 này pin của nó còn đuối hơn thế. Thời gian sử dụng pin liên tục của em này chỉ loanh quanh khoảng tầm chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Tại vì các bạn, đây là một dòng điện thoại hàng qua sử dụng và vòng đời của nó cũng đã quá lâu rồi. Chúng ta sẽ không thể nào mà kiếm một chiếc máy nguyên zin thời lượng pin của nó còn 100% trừ khi các bạn thay pin. Thế nên là với những chiếc máy như thế này, thời lượng pin của nó đã quá đuối luôn. Rồi, đến với cái điểm nữa, đó chính là nếu như các bạn cần một chiếc điện thoại có cam đẹp, một chiếc điện thoại mà có nhiều chế độ chụp hình thì thôi, bỏ qua em này ngay lập tức. Tại vì sao? Tại vì căn bản cam của em iPhone 8 này nó hết sức là bình thường. Camera sau của nó thì được cái là chụp ảnh auto và quay video thì cũng chấp nhận được. Những chế độ chụp như là chụp đêm này, rồi chế độ selfie của con iPhone 8 thì mình thấy rằng là cũng không thật sự là quá vượt trội. Tại vì căn bản là con này ra mắt được khoảng tầm 5 năm rồi các bạn ạ. Đó, nên là những thứ mới thì gần như là em nó không có. Vậy thì những ai nên mua chiếc iPhone 8 này? Thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đang muốn kiếm cho mình một chiếc máy điện thoại làm backup, tức nghĩa là một chiếc máy chính các bạn có thể dùng con 13 Pro hoặc là các bạn có thể dùng một con điện thoại Android xịn sò nào đó mà các bạn muốn trải nghiệm một chiếc điện thoại iPhone vẫn được update những cái phiên bản iOS mới, ví dụ như là con này sẽ là iOS 15.4.1 rồi vẫn được có một cái trải nghiệm mượt mà với con chip Apple A11 thì thực sự là con iPhone 8 này nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta. Nếu các bạn muốn trải nghiệm điện thoại iOS thì với iPhone 8 là quá đủ rồi đó. Cũng như là cập nhật phần mềm lâu dài thì với iPhone 8 chúng ta có thể cập nhật được khoảng tầm là 3-4 năm tới một cách quá thoải mái luôn. Rồi còn Apple A11 trên em này thì nó không phải là quá mạnh để mà chơi game, nhưng mà nếu như các bạn cần một chiếc máy mà để có thể là phục vụ tất cả những tác vụ một cách mượt mà, nhanh chóng, bật app nào vào app đấy, mở cái nào là ngay lập tức mở cái đấy, thì thật sự là iPhone 8 với con chip Apple A11 vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta. Nó vẫn nhanh, nó vẫn mượt, nhưng mà chơi game thì không nhá. Rồi, nếu như các bạn là muốn tìm một chiếc máy nhỏ gọn, là một chiếc máy dự phòng, hoặc là muốn kiếm một chiếc máy nhỏ gọn để làm một con máy mà chúng ta sẽ lưu những thông tin quan trọng, ví dụ là tài khoản ngân hàng này, rồi là một chiếc điện thoại để chuyên liên lạc thôi, không có chơi game, không có công việc gì trong này hết, thì thực sự mình thấy em này cũng hợp lý. Tại vì căn bản iPhone 8 sẽ có một kích thước rất là nhỏ, cầm ra đường khi mà sử dụng thì cũng rất là chắc chắn mà ít khi bị giật. Và đó cũng là cái lý do tại sao mình mua con iPhone 12 mini sau khi giật mất con iPhone 12 các bạn ạ. Và cái đối tượng tiếp theo mà mình nghĩ rằng là cũng cực kỳ hợp lý khi mà mua iPhone 8 này, đó chính là phụ huynh. Tại sao phụ huynh lại mua iPhone 8? Tại thực sự phụ huynh nhiều bác không có thích những dòng điện thoại to cho lắm mà cần một con điện thoại nó gọn gọn, nó dễ cầm là được rồi. Thì thực sự con iPhone 8 này quá hợp lý luôn. Hiệu năng thì vẫn đáp ứng vừa đủ cái tác vụ sử dụng của phụ huynh, ví dụ như là nghe gọi, lâu lâu gọi video call cho con cháu, rồi iOS thì cũng dễ dùng đó. Phụ huynh thì cũng đâu có chơi game đâu, cũng đâu có dùng làm công việc gì nhiều đâu, cùng lắm xem YouTube mỗi ngày xem một vài tiếng thì vẫn là ở mức đủ. Đó là những cái đối tượng mà mình nghĩ rằng là vẫn có thể là phù hợp với chiếc iPhone 8 này. Còn nếu như các bạn cần một chiếc máy có nhiều cái mới, thiết kế mới này, cần một cái hiệu năng để chơi game ngon này, rồi cần một con máy thời lượng pin phải trâu này, đó, phải dùng hàng ngày, phải dùng liên tục, thì thật sự con iPhone 8 này mình thấy chưa phù hợp. Còn nếu như bạn cần một chiếc điện thoại backup, một chiếc điện thoại trải nghiệm iOS, một chiếc điện thoại để nghe gọi liên lạc là chính, hoặc là mua tặng cho phụ huynh, thì con iPhone 8 này quá hợp lý luôn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này thì đừng quên comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.